409410. Yes. Chị tên gì vậy chị? Dạ tên là Tiên Hiền. Chị có muốn chia sẻ cảm giác của chị lúc này sau khi chị biết là chị được trúng số giải thứ hai không ạ? Feel amazing. Win your first time lottery at Houston. Cảm ơn chị. Chúc mừng. Xin chúc mừng cho cô được thắng độc đắc. Con xin chú Nguyễn Thực hãy trao lại giải thưởng cho anh Viên Hùng. Dạ, ok, dạ cảm ơn chú. Dạ, chúc mừng năm mới. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, rất là may mắn. Cảm ơn các bác, các chú và các bạn. Dạ. Chị có dư trù, chị sẽ mua thêm vé số mà trúng vài triệu đô la. Không, dạ, sau này em sẽ donate cho hội 100 đồng. Wow, xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. 409704, yes we got it. Dạ xin lỗi, chị tên gì vậy chị? Em Thu Hà. Chị Thu Hà, hồi nãy chị mua bao nhiêu vé số chị mới được trúng vậy? Bây giờ hôm nay Thu Hà donate cho hội 100. Ồ, cảm ơn chị. Wow, chị trúng số mà chị sẽ chia sẻ cho. Cái ticket lại làm kỷ niệm được không? Dạ được, chị có thể giữ được ạ. Chị có thể chia sẻ với mọi người cái cảm giác của chị ngay bây giờ không ạ? Thu Hà xin cảm ơn các bác, các chú, các anh chị và các cháu nhỏ hơn Thu Hà. Là hôm nay là ngày đặc biệt của Thu Hà hiện diện ở đây, là rất sung sướng vì những cái cảnh ở quê nhà mình ăn Tết, nhưng mà quê mình ra đi mà tới nơi đất khách quê người mà còn được cái không khí như vậy là quá tốt đẹp. Và là cầu xin mọi sự bình an đến cho tất cả mọi người và có một cuộc sống mà có những ngày Tết giống như thế này mãi mãi. Cảm ơn chị. Chị biết nhiều về nhóm Anh Thư Thiện Nguyện không? Có nghe nhưng mà chưa bao giờ gặp và tới. Lần đầu tiên đó. Hôm nay là lần đầu tiên. Vậy chị có nghĩ là mai mốt bất cứ những hoạt động, những sinh hoạt gì của nhóm Anh Thư Thiện Nguyện chị sẽ tham gia và ủng hộ không? Chắc có lẽ nếu được thì Thu Hà sẵn sàng. Và cho Thu Hà có chia sẻ một chút là Thu Hà rất là sung sướng khi được nhìn những cái lá cờ tung bay như thế này. Tại vì ông cậu của Thu Hà là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cho nên Thu Hà rất là sung sướng mà không nói được nên lời. Chỉ biết cầu xin mọi sự bình an đến cho tất cả những người cùng quê hương xứ sở của mình. Và nơi đó có Thu Hà là cái người tiếp tục làm những gì cho quê hương mình và cho người của Việt Nam mình. Thu Hà sẵn sàng. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Con xin kính mời thầy trao giải thưởng cho người được trúng giải thứ năm. Cố vấn thay mặt cho tân hội đồng giám sát nhiệm kỳ 2023-2025 rất vinh hạnh đến đây để tham dự buổi tân niên của nhóm Anh Thư Thiện Nguyện. Phải nói rằng công sức của các chị em trong nhiều năm qua rất là quốc văn, rất là ngưỡng mộ, và phải nói rằng chúc mừng cho các chị đã hy sinh rất nhiều và đã đem lại cái tiếng nói vững chắc trong cái lập trường để mà bảo vệ chính nghĩa quốc gia ở tại thành phố Houston. Và trước thềm năm mới, hội đồng giám sát xin chúc mà kính chúc toàn thể quý đồng hương một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và gặp rất là nhiều điều tốt lành trong năm mới. Cảm ơn quý vị. Khu hội cựu tù nhân Kiên Trì trân trọng kính gửi lời chúc Tết đến đồng hương tị nạn cộng sản tại Houston. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và đầy đủ sức khỏe. Dạ, kính thưa quý vị, quý đồng hương, hôm nay đầu năm Tân Xuân Quý Mão, chúng tôi tham dự cái lễ hậu cầu về của tất cả con cháu làm hôm nay rất thành công. Chúng tôi mừng hơn đây, mừng lời nói để kính gửi tất cả quý đồng hương, tất cả quý bạn bè, quý thân hữu một Tân Xuân Quý Dịu, quý Mão thành công, hạnh phúc và thắng lợi. Chúng ta sống trong tình thương yêu, sớm trở về quê hương dân tộc. Cộng sản là kẻ thù của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Là người và lính, thành ra cái mấy cô hậu vệ này chúng tôi rất là quý, vì sẽ tiếp tục làm những cái việc để mà hãnh diện là những con cháu hậu vệ của Việt Nam Cộng hòa chúng ta. Chiến chiến chúc mừng xuân đến.
cho đất nước vui trọn mùa xuân thơm xinh. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cây thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng triền miên, sẽ những mối hữu duyên mãi trên trường bóng nguyên, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiên thơ, chúng chân gian một năm xuân vui vẻ đồng đàm, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Với một năm xuân vui vẻ đồng đàm, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Với một năm xuân vui vẻ đồng đàm, xuân quên hết những chuyện buồn đó. Xin chào anh, tôi là Viên Hồ, hội trưởng của hội ái hữu Quảng Ngãi Houston. Thì hôm nay là ngày tiệc tăng niên của nhóm Anh Thư Thiện Nguyện và hậu vệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi đại diện cho hội ái hữu Quảng Ngãi Houston, các anh em trong ban chấp hành đến đây để chung vui cùng nhóm Anh Thư Thiện Nguyện. Xin chúc tất cả nhóm và tất cả đồng hương và các cô chú bác ở đây có một buổi tiệc thật là vui vẻ, và chúc mọi người một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào. Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lời từng, người công nhân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó. Ngày máu xương